xe máy chở hai lao thẳng vào ô tô tải, hai phụ nữ tử vong. Quý vị và các bạn đang quay trở lại với trang tin nhanh Tin Tức Dân Trí. Chiếc xe máy chở theo hai phụ nữ khi tới nút giao tỉnh lộ 386, quốc lộ 38 thuộc thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ đã tông trực diện vào một chiếc xe tải. Vụ tai nạn khiến hai nạn nhân đi xe máy tử vong. Khoảng 11 giờ 45 ngày 24 tháng 1, xe máy biển số ở Hà Nội do chị BTT, 26 tuổi điều khiển, đi trên quốc lộ 38 hướng Hưng Yên, Hải Dương. Người ngồi phía sau xe máy chị là TTN, 52 tuổi, cả hai người cùng trú tại Phù Cừ, Hưng Yên. Khi xe máy di chuyển đến nút giao tỉnh lộ 386 quốc lộ 38 thuộc thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ thì tông trực diện vào chiếc xe tải biển kiểm soát 89C do anh DNT, 51 tuổi, trú tại Tiên Lữ, Hưng Yên điều khiển. Lúc này ô tô đang rẽ trái. Tại hiện trường, xe máy biến dạng dính vào gầm ô tô. Người điều khiển xe máy bị mắc kẹt cùng chiếc xe. Người phụ nữ còn lại ngã văng ra đường, sau đó đã được cơ quan chức năng và người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng cũng đã tử vong ngay sau đó. Đại diện Ban An toàn Giao thông tỉnh Hưng Yên cho biết, vụ tai nạn đã khiến hai người di chuyển bằng xe máy tử vong. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong ngày. Quý vị đừng quên like, share, subscribe kênh Tin Tức Dân Trí để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất mỗi ngày.